Khang Audio Bình Dương xin kính chào các thủ trưởng, chào các đồng chí. Cảm ơn các thủ trưởng và các đồng chí đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như xem những cái video của mình, cũng như chia sẻ kênh của mình tới người khác. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn. Báo cáo với lại các thủ trưởng, hôm nay hết chè khô rồi, thì bu em đi chợ mua tí chè xanh. Đấy, trưa nắng hè gọi nhau dâm gian chè xanh. Thế nhưng mà chè xanh là nó phải có cái tích đấy, để ở trong cái rành thì nó mới ấm. Thế nhưng mà không có nhà, chưa sắm được đấy, chứ không phải là không có. Đây, chè tươi đấy nha, chè tươi. Không cần thiết là phải trưa nắng hè gọi nhau dâm gian chè xanh, đúng không ạ? Đấy, ta cứ thích là ta uống thôi, khi còn uống được. Đấy, lại phải ủ nó vào để cho nó nóng nhá. Tất nhiên là cái này thì nó không giữ được nhiệt như cái tích và cái rành. Đấy, cái tích thì bỏ trong cái rành, gọi rành tích để hãm chè tươi. Mời các thủ trưởng, mời các đồng chí cho thắm tình quân dân. Xin thưa với các thủ trưởng, ngày hôm nay là ngày chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022 nhá. Thì mình có một cái niềm vui mặc định hàng tuần ở sáng thứ bảy là 6 giờ 45 phút ấy, là có cái mục chuyện kể ở đại đội do nghệ sĩ Phạm Đông thể hiện. 6 giờ 30 phút sáng chủ nhật hàng tuần thì có cái mục câu chuyện truyền thanh phát ở trên radio ấy. Đấy, thì thứ bảy nào chủ nhật nào cũng phải đón nghe. Đấy là những cái niềm vui mặc định. Buổi sáng hôm nay đấy, niềm vui được nhân lên. Đấy, khi vừa mới nghe câu chuyện truyền thanh về đời lính, vừa pha ấm chè nha, thì chè hết rồi thì đợi bu em về, đi chợ về mới có chè, thì hút điếu thuốc lào xong thì điện thoại rung lên, thì ra bắt máy thì được hầu chuyện một cựu chiến binh. Thì trong cuộc điện đàm không dài nên là bác ấy chia sẻ, bác ấy là lính Trường Sơn nha, đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước vì miền Nam ruột thịt. Và hiện tại thì bác ấy ở trong hội cựu chiến binh, bác ấy là thương binh. Đấy, thế nhưng mà với cái tinh thần của người lính, cho dù trái nắng giờ rời vẫn chịu những nỗi đau về thể xác. Đấy, thế nhưng mà vẫn cứ vượt lên những mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống nha. Thương binh tàn nhưng không phế. Đấy, thì ngày hôm nay thì ngoài những sự động viên an ủi của đồng đội các thứ ra rồi, thì nói chung là bác cũng phải nỗ lực không ngừng. Đấy, thì ngày bữa hôm nay gọi là như các cụ nhà ta vẫn nói là cũng đã có bát ăn bát để. Đấy, thế nên là cũng chơi audio đấy, để nhớ, để nghe những cái bài hát về những cái năm tháng qua, như thế là năm tháng đã qua mà mình đã trải qua trong cuộc chiến đấy nhá, để nhớ về những cái thời gọi là trên đỉnh Trường Sơn ta hát đấy. Thì rất chi là vui, rất chi là vinh hạnh được hầu chuyện một cựu chiến binh như vậy. Đấy, và được một cựu chiến binh coi như thế là đặt niềm tin vào nơi Khang Audio. Đấy, như các đồng chí các thủ trưởng đã biết rồi, hiểu không ạ? Chiến tranh thì đã qua đi, đấy, thế nhưng nó còn để lại rất nhiều. Đấy, có những người ra đi mãi mãi, đúng không ạ? Đấy, thì có những người ở lại thì phải chịu nỗi đau về thể xác, đúng không ạ? Đấy, vết thương về thể xác thì sẽ lành theo năm tháng, thế nhưng vết thương lòng thì còn mãi với thời gian. Nhà văn Hoàng Sinh, Nguyễn Hoàng Sinh miêu tả về cái vấn cái cánh đồng chum mùa hoa ban này, đã nói rằng: ôi chiến tranh, ngươi là con quỷ dữ, ngươi đã cướp mạng sống của bạn ta khi tuổi vừa đôi mươi, thậm chí có những người mới vừa tròn 18. Thế nhưng chúng ta không lùi bước, chúng ta kiên quyết không lùi bước. Chúng ta sẽ chiến thắng con quỷ dữ, đó là chiến tranh. À, thì nói thì bây giờ để mà nói cái một cái video thì cũng chẳng nói hết được. Thế nhưng mà đời đời ghi nhớ công ơn các bậc tiền bối đã coi như thế là biết bao gian khổ hy sinh để mới có ngày hôm nay, để mới có những cái đêm yên bình, có những cái đêm không còn tiếng súng, có phải không các đồng chí? Đấy, thì qua clip này thì cho Khang coi như là gửi lời
Chúc sức khỏe tới các đồng chí khắp ba miền ấy, có một sức khỏe dồi dào, có một tinh thần thép, vạn sự hanh thông. Trở lại với cái chương trình chính thì bác cựu chiến binh này ấy, bác ấy bảo là âm ly loa đài nhà tôi có rồi ấy, mà tôi xem mà video thì tôi thấy đồng chí như vậy thì tôi điện tôi hỏi, tức là tôi không mua sản phẩm của đồng chí mà tôi nhờ đồng chí hướng dẫn về vấn đề kỹ thuật có được không ấy. Thì ông báo cáo với lại các thủ trưởng các đồng chí hoan nghênh nha, rất hoan nghênh Khang Audio Bình Dương, rất hoan nghênh ấy, không nhất thiết là phải mua đồ của Khang ấy, Khang biết đến đâu Khang sẽ hỗ trợ về cái mặt mặt kỹ thuật đến đấy, hỗ trợ tận tình ấy, chứ không cần thiết là phải mua. Thì hôm nay thì bác ấy có hỏi là bác ấy mới sắm một cái cục đẩy với cái vang với đôi loa về để nghe nhạc, nhưng chủ yếu là hát karaoke ấy. Thế nhưng mà bữa hôm nay thì lại mới sắm tiếp một cái âm ly nữa ấy. Thì theo nhiều nguồn tin, nhiều người chơi thì lại bảo là cục đẩy là chỉ dành cho công suất lớn thôi, âm ly thì về cái vấn đề ta chơi ở gia đình mà công suất nó không cần lớn thì chơi âm ly nhạc là tinh tế hơn nhiều ấy. Thế nên là bác ấy chơi cả hai nhá. Đấy, ví dụ như coi như thế là lúc nào mà cần to để chơi đẩy, cái lúc nào cần tinh tế thì chơi âm ly. Thì đúng rồi. Đấy, xin thưa với lại các thủ trưởng, các đồng chí, về vấn đề âm nhạc thì nghề chơi nó rất công phu. Đấy, ví dụ như chơi những đôi loa bé và thưởng nhạc thì cứ nói thẳng tưng ra là thưởng nhạc thì không thể chơi đẩy để thưởng nhạc được. Đẩy là những cái con đẩy công suất, về bản chất vấn đề nó là những cái mạch công suất khuếch đại, công suất lớn, chứ chẳng có gì là ghê gớm cả. Tức là nó phục vụ cho những cái nơi mà cần công suất lớn. À, gia đình ta nếu như không cần công suất lớn mà lại chơi đẩy thì đấy nó là một cái lựa chọn chưa sáng suốt nha. Đấy. Thì bác ấy có nhờ Khang ấy là nếu được thì đồng chí hướng dẫn tôi nhá, đồng chí hướng dẫn tôi coi như là cái cách ghép cái vang vào cái âm ly. Thế còn ghép cái vang vào cái đẩy thì lần trước bác ấy mua của cái người bán kia, người ta hướng dẫn rồi. Đấy, lần này bác ấy mới mua một cái âm ly nữa thì đồng chí hướng dẫn tôi nhá. Thì bảo nó hướng dẫn thì quá nhá. Đấy, thế nhưng mà cho dù là những điều mình biết nó vẫn còn ít ỏi, thế nhưng mà mình biết được đến đâu thì mình sẽ coi như thế là hướng dẫn đến đấy. Thì bây giờ đi vào chi tiết luôn và ngay, báo cáo với lại các thủ trưởng, báo cáo với bác và báo cáo với lại các đồng chí, đây là một chiếc âm ly karaoke gia đình thông thường nhá. Đấy. Ở âm ly thì nó có một cửa mic, hai cửa mic, ba cửa mic, bốn cửa mic và n cửa mic nhá. Đấy, thì cái việc nó bao nhiêu cửa mic không quan trọng. Đấy, quan trọng là ta hiểu về cái bản chất vấn đề là cái mạch mic, mạch echo và cái đám mạch của nó là ok rồi nhá. Đây là một cái âm ly karaoke gia đình thông thường, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Thì những cái âm ly này ấy, ở đằng sau nó có thiết kế cái cầu chữ U. Đấy, còn đây là một con vang cơ. Vang cơ là gì? Vang là nó tạo ra tiếng vang để khi mình hát karaoke. Cơ là ta chỉnh bằng tay, gọi là vang cơ, giống như kiểu bán tự động. Đấy, bán tự động là một nửa nọ nửa kia nha. Đấy, nửa tự động nửa lại phải dùng đến tay, bán tự động. Đấy, chứ không phải auto. Matic, automatic của nó là dòng tự động này. Đấy. Những đồng chí nào mà đeo đồng hồ bôn rốt thì biết rồi, cái đồng hồ bôn rốt là nó phải lên cót. Đấy, cái đồng hồ đấy. Chứ ngày sau này nó ra cái Senco automatic, Senco file, Senco chấm cạnh rồi những con SK thì nó mới tự động được nha. Đấy. Cái con vang cơ hay vang số hay là vang cơ lai số nha. Đấy. Thì về nguyên lý cơ bản của nó thì nó chỉ để tạo ra cái tiếng vang khi hát karaoke hết phim nha. Ở những cái con vang cao cấp thì nó có tính năng chống hú đấy, có thế thôi chứ không có gì là ghê gớm cả đấy. Thì ở những cái mạch chỉnh như thế này, ở cái con vang như thế này thì ai cũng biết rồi, đây là về cái lỗ để cắm mic, đây là cái lỗ để cắm mic vào, đây là cái volume để chỉnh âm lượng của cái đường mic này, tức là ta alo ta hát ấy là chỉnh chỉnh mức độ to nhỏ chỗ này nha. Thế ở đây nó còn thiết kế thêm cái công tắc này. Đấy, âm 20 dB gain. Đấy, thì lần trước mình có một người huynh ở đâu lại dịch cho mình cái gain này là có lợi đấy nha. Tức là cứ ấn cái công tắc này vào là nó giảm xuống 20 dB, hay nó nôm na ngắn gọn lại là cái giọng của ta nó bé đi. Đấy, thì ở một số cái thì nó bỏ cái công tắc này, nó chỉnh thẳng vào đây nha. Đấy, còn cái này là cái balance này, ở cái mạch mic thì cái này nó là cái cân bằng.
nó cân bằng cái giọng của ta hát hai kênh đấy, cái echo của cái mạch mic này ấy, là để ta tạo ra tiếng vang vọng để hát karaoke nó hay hơn đấy. Thế còn ví dụ như vặn echo về thì ta alo là cái tiếng mộc của ta alo như thế nào ấy là nó ra loa đúng như thế nhá. Đấy, thế còn low này là chỉnh âm trầm đấy, đây là chỉnh trung âm, đây là chỉnh cao, âm cao đấy. Về cái mạch mic nó chỉ có thế thôi đấy. Còn đây là cái công tắc mono sitia của mạch echo, mono sitia của mạch echo pre. Cái này ấy, là cái để nó tăng lên aux. Aux này là cái đường tín hiệu vào 3s. 3s là cái hiệu ứng âm thanh, tức là tăng bass tăng treble cho mạnh lên. Ở những cái con nano mic thì nó còn có tiếng vang vọng, hay như con Azizang nó còn còn có tiếng vang vọng nhá. Đấy. Còn cái này music là chỉnh về âm nhạc. Music chỉnh về âm nhạc. Master là chỉnh tổng vừa âm nhạc mà vừa lời ta hát luôn nhá. Đấy. Còn music khi ta vặn về ấy, là ta mà alo ở đây nó vẫn ra loa bình thường. Đấy. Chỉ khi cái volume master này ta vặn về ấy, thì nó không mới có tiếng ra loa. Đấy. Vì sao ạ? Vì cái tiếng tín hiệu của cái mạch mic này nó chạy vào mạch echo, xong từ mạch echo nó chạy vào mạch master. Đấy, chứ nó không chạy qua mạch music. Bởi vậy nên là cái con volume music không có tác dụng nha. Còn cái này thì ai chơi âm ly thì cũng biết rồi. Đấy, chỉnh cao, chỉnh trung, chỉnh trầm nha. Đấy. Thì bây giờ hướng dẫn ra đằng sau nhá, hướng dẫn ra đằng sau về cái cách nối của nó. Đây, báo cáo với lại bác cựu chiến binh cũng như các đồng chí. Đây là một chiếc vang bình thường, chiếc vang cơ bình thường. Vang số cũng vậy nha, kính thưa các loại vang. Về bản chất vấn đề khi ta hiểu được thì nó đơn giản lắm. Vang nào cũng vậy, nó phải có đường vào và phải có đường ra, đúng không ạ? Chứ không thể gọi là đường cụt được. Vào mà không có ra là bỏ mẹ ngay nha. Tắc như vậy là bị tắc, không thông tuyến được, đúng không? Đây này, AUX này, AUX, AB, hai cái đường này là hai đường tín hiệu vào, hai đường tín hiệu vào. Ở đây là đường tín hiệu ra, output đây này, đấy là đường tín hiệu ra. Play là chơi nhá, rec là ghi. Đấy, thì ta lấy ở đường tín hiệu này thôi nhá, ta lấy ở đường tín hiệu này. Đấy. Thế là nếu như đấu cái âm ly, đấu cái vang vào cái âm ly thì sử dụng hai bộ jack này, hai bộ jack, đấy, hai bộ jack. Một bộ jack trước tiên là bộ jack cắm đầu vào, là tín hiệu đầu vào. Thì đây đây mình lấy một cái của mình đây, một cái đây. Đấy, tín hiệu qua cái cục này là cái cục Bluetooth để mình tự chế ra để mình dùng đấy. Tín hiệu đầu vào là cắm nó vào cái cửa A cửa B tùy ý nhá, cửa A cửa B tùy ý. Đấy là một, tức là tín hiệu ở đâu vào ạ? Tín hiệu ở TV xuống chẳng hạn, hay ở laptop, hay ở điện thoại. Và tín hiệu âm tần ở đây ấy là phải là tín hiệu analog. Chứ những con âm TV, Smart TV đời mới mà nó ra cái tín hiệu số là ta lại cần phải mua cái cục chuyển đổi số sang qua số sang cơ nữa đấy nha. Đấy. Thì nó mới giải mã được nhá, chứ còn nó mới ăn được, chứ không là nó không ra tiếng đâu. Đưa tín hiệu quang vào đây là không được đâu. Đấy, phải đưa tín hiệu analog vào đây. Đấy là con vang này, chứ còn ví dụ con vang đời mới thì nó có cái cổng quang riêng, đấy, không nói. Đấy, thế nhưng mà cách kết nối là tín hiệu đưa vào đây và lấy tín hiệu ra từ cái con vang xuống âm ly nhá, từ con vang xuống âm ly. Đây, từ con vang. Đấy là đường ra đây. Thế là kết nối xong cái con vang rồi nhá. Đấy, thế còn đương nhiên rồi mic thì phải cắm vào cái vang này. Đấy. Thế thì ở đây nó có cái cầu chữ U. Đây. Ở cái âm ly bình thường này là nó có cái cầu chữ U. Đây. Đấy, ở cái âm ly bình thường này này là nó có cái cầu chữ U như thế này. Ta tháo nó ra. Tháo nó ra. Ở cái âm ly nó có đề chữ in và chữ out. Đấy. In là gì, out là gì? Đây là tiếng Tây thì mình cũng nhờ một người sư huynh rồi mình dịch ra cho mình thôi, chứ mình không biết. In là vào và out là ra. Nó giống như kiểu cái cửa đấy, cái cửa là để đi vào đi ra ấy nhá. Đấy. Thì vào đâu? Thì xin thưa với các đồng chí, cái cửa in này ấy là tín hiệu nó chạy thẳng vào mạch công suất. Còn cửa out này là gì? Cửa out này là tín hiệu ra của mạch tiền khuếch đại ở đằng trước. Ở cái mặt toàn bộ cái bo đằng trước bo rể nhá. Đấy, bắt ví dụ như tín hiệu ta đưa vào cầu A hoặc cầu B, đây này VCD hoặc là CD này. Tín hiệu ta đưa vào đây. Nó qua mạch bắt chéc. Qua mạch bắt chéc nó sẽ ra chỗ này. Nó ra chỗ này. Đấy. Nếu như mà thông qua cái cầu chữ U này, nếu như thông qua cái cầu chữ U này thì
nó đưa vào cái cửa in này, nó đưa vào mạch công suất, và nếu như mạch công suất chạy thì sẽ có tín hiệu âm tần đã được khuếch đại ra đây, đưa ra loa là có tiếng. Đấy. Đấy là trường hợp thông tuyến, thế còn khi ta rút ra là không thông tuyến nữa nhá, là không thông tuyến nữa, tức là gì? Khi ta rút ra ấy là cái tín hiệu nó vào đây, nó ra đây, nó nằm yên ở đây, nó chẳng đi đâu được cả nhá. Đấu loa ở đây không bao giờ kêu được vì mạch công suất đang bị cô lập về tín hiệu đầu vào. Bây giờ ta chuyển đổi cái cắm vang sang âm ly, tức là biến con âm ly như một con đẩy. Con đẩy thì dễ rồi, con đẩy thì nó có mỗi lỗ đưa lỗ vào thôi. Thế con âm ly ấy, thì cắm vào đâu? Thì cắm vào đây. Này, cắm vào cái đường in này. Đấy, cắm vào cái đường in này này. Cắm vào cái đường in này, thế là xong nhá. Đấy, khi ta hiểu được bản chất vấn đề của cái cầu chữ U này ấy thì ta cắm cái gì cũng được nhá, cắm cái gì cũng được. In, nhớ các đồng chí nhớ lại, in là tín hiệu vào thẳng mạch công suất. Đây mình tháo cả cái này ra để cho các đồng chí xem. Đây. Đây là một con âm ly đây. Đấy, thông thường là con âm ly đây nhá. Đây này. Cái cầu chữ U nó chỗ này, đấy, cầu chữ U đây. Đây nó vào đây, cái cầu chữ U đây. Đấy. Tách cái cầu chữ U ra, tức là cái đường tín hiệu in nó vào thẳng cái mạch này. Nó vào thẳng cái mạch công suất này. Đấy. Thế còn nếu như mà không tách cầu chữ U ra ấy, thì là sao ạ? Thì là cái đường in của cái mạch công suất này nó ăn vào cái bo đằng trước, nó ăn vào cái bo đằng trước nhá. Cái master music rồi là echo chủng các thứ, toàn bộ cái bo đằng trước ấy nó ra cái lối này, nó ra cái lối này. Đấy. Thế nếu như mà lại bây giờ nhá, ta lại cắm cầu chữ U, ví dụ như bây giờ cắm cầu chữ U vào mà lại ta lại đưa tín hiệu của con vang kia vào lối này, vào lối này thì sao? Đây, để con vang lên đây trên này nữa để nhìn cho nó rõ và nét. Đây nhá. Đấy, nếu như cầu chữ U vẫn cắm vào như thế này nhá, không đả động gì cả, cầu chữ U vẫn để này mà lại cắm tín hiệu kiểu như thế này ra vào đây, ra của con vang này lại vào cái đường ngõ vào của âm ly thì sao ạ? Thì nghe nhạc về vấn đề kỹ thuật như vậy là sai, là thứ nhất. Thế nhưng có tiếng không? Vẫn có tiếng bình thường, vẫn có tiếng ra loa bình thường. Đấy, chỉ có điều ấy là ta lúc ta chỉnh ấy là ta không chỉnh được nhá. Ta không chỉnh được là ở cái chỗ ấy, là cái phần hát ta không chỉnh được. Vì lúc giờ ấy là tín hiệu nó vào đây. Nó vào đây thì nó lại chạy qua mạch music của con âm ly này. Bởi vậy là khi ta hát karaoke là ta không thể chỉnh được nhá. Đấy, thế nên là các đồng chí lưu ý về cái vấn đề đấy, phải rút cầu chữ U ra. Phải rút cầu chữ U ra thì nó mới, về vấn đề kỹ thuật là nó mới đúng. Tại vì cái mạch karaoke của nó không chạy qua cái bo music nhá, nó không chạy qua bo music. Chứ nếu như cái tín hiệu của cái phần karaoke mà nó chạy qua cái bo music ý, thì không thể chỉnh được. Nó lẫn lộn với nhạc nhá, nó lẫn lộn với nhạc. Đấy, vấn đề là nó ở cái chỗ đấy. Đã thử nghiệm rồi về cái vấn đề nguyên lý hoạt động của nó thì phân tích cho các đồng chí rồi nhá. Đấy, đây này. Đây là cái mạch ở cái âm ly này. Đấy. Nhắc lại cái đường đi của nó, xin thưa với các đồng chí, cái đường đi tín hiệu của nó ấy, là tín hiệu ở mạch mic 1, mạch mic 2 hoặc là mạch mic N, tức là có 1000 lẻ mạch mic. Nó cũng đều đưa tín hiệu xuống mạch echo nhá, nó đều đưa xuống mạch echo. Đấy, từ mạch echo nó chạy sang mạch master luôn. Nó bỏ qua phần music nhá, nó bỏ qua phần music, tức là phần music bên đây nó chỉ có tác dụng chỉnh nhạc thôi. Đấy. Thế nếu mà ta lại đưa tín hiệu của cái con vang này vào cái đường ngõ AB này, cửa A cửa B của con âm ly này, thì tức là gì? Lúc giờ tín hiệu nó bị lẫn nên là ta không thể chỉnh được lời hát nhá, ta không chỉ chỉnh được lời hát và lúc giờ nó sẽ bị chìm đi. Chứ còn có tiếng không? Vẫn có tiếng nhá, vẫn có tiếng. Thế nhưng mà về vấn đề kỹ thuật như vậy là không không được, đấu như vậy là sai, là không nghe được cũng như không hát được nhá. Đấy, thôi thì ngắn gọn thì cái trình độ nó cũng chỉ đến mức độ vậy thôi nhá. Đấy, thì những điều ta biết nó chỉ là một giọt nước, những điều ta chưa biết nó là cả một đại dương bao la. Đấy, thì cái vốn của mình đến đâu mình chia sẻ tận tình đến đấy để gửi tới bác cựu chiến binh cũng như gửi tới các đồng chí rồi. Đấy, còn ví dụ trong video mà không nói hết được ấy, mà còn có những cái điều gì mà thắc mắc ấy, các thủ trưởng các đồng chí cứ vui lòng liên hệ theo số máy
0368888479 nhá. Đấy, cho dù y thuật vẫn còn xanh và non, đấy, thế nhưng mà mình cũng lĩnh hội được những cái bài thuốc dân gian, đấy, đấy là địa nôm na ngắn gọn lại hay là sửa chữa những cái âm ly loa đài này, nhiều khi mình dùng đông tây y kết hợp nhá, đấy, thậm chí nhiều ca nó khó còn phải mời cả thầy mo, đấy, thì nhớ có những cái điều mà ta không nói được nhá, có những cái điều mà ta nói được, thì ở trong cuộc sống cũng vậy thôi, trong nghề cũng vậy thôi, có những cái mà mình có thể chia sẻ được, còn có những cái mà về cái vấn đề ví dụ như mình bảo phải đông tây y kết hợp rồi phải thầy mo vào cuộc, thì cái đấy là cái mà gọi là nó nhạy cảm, không chia sẻ được. Em mong các đồng chí coi như thế là cũng thông cảm và hiểu cho nhá. Đấy, thôi xin phép dừng clip ở đây, cảm ơn các thủ trưởng, cảm ơn các đồng chí, chào thân ái, merci.